Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cư Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu 22 tháng 3 2019 Dow Jones 25.502.32, with today trừ 1.34% và year today, cộng 9.32%. Nasdaq 7.642.67, with today trừ 0.60% và year today, cộng 15.18%. S&P 500 2 71 with today trừ 0.77% và year today, cộng 11.72%. Giá vàng là 1.313 đô la 40 cent một ounce căn cứ dữ kiện hôm thứ Sáu 22 tháng 3 2019. Giá dầu thô 58 đô la 97 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ Sáu 22 tháng 3 2019. Và giá xăng là 2 đô la 611 một gallon căn cứ vào dữ kiện từ công ty 3 chữ A thứ Sáu 22 tháng 3 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8832 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ Sáu 22 tháng 3 2019. Cũng một đô la của Hoa Kỳ tương đương euro 7569 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.72 đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 109.92 đồng Yen của Nhật Bản, tương đương 64.57 của đồng Rabo của Nga, tương đương với 1.34 của đồng đô la của Canada và tương đương với 1.41 của đồng đô la của Australia lãi suất mortgage. Theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 21 tháng 3 2019, 30 năm cố định là 4.28% và 15 năm cố định là 3.71%. Tình trạng thất nghiệp tuần lễ kết thúc thứ bảy 16 tháng 3 2019 có 221.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 9.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 211 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 9 tháng 3 2019, Mỹ có 1 triệu 750.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 27.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 2 2019 đã cung cấp 20.000 việc làm mới, tuy nhiên đây là con số không được các chuyên gia công nhận vì cho rằng không chính xác do có thể bị những trục trặc trong phương thức thu thập dữ kiện. Thế nên các chuyên gia tạm thời dùng con số 186.000 là con số việc làm trung bình của 12 tháng vừa qua Tỷ số thất nghiệp của tháng 2 xuống mức 3.8% Lương trung bình của dân Mỹ tăng 3.4% so với năm trước Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ Có cả 3 chỉ số đều đi xuống Chỉ số Dow Jones giảm trừ 1.34% Nasdaq giảm trừ 0.60% Và S&P 500 giảm trừ 0.77%. Riêng ngày thứ Sáu 22 tháng 3, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.9%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.11%, London FTSE 100 giảm trừ 1.98%, Shanghai Composite tăng cộng 0.09%, và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 1.61%. Cùng ngày thứ sáu 22 tháng 3, Dow Jones đã mất 460 điểm hay trừ 1.8% sau khi chỉ số chậm lụt của kinh tế Mỹ chớp màu đỏ và một phúc trình của ngành sản xuất tại Đức cho thấy sự gia tăng mức độ quan tâm về ngành kinh tế quan trọng nhất của Âu Châu. Chỉ số Nasdaq giảm trừ 2.5% và S&P 500 giảm trừ 1.9%. Tin tức từ Âu Châu cho biết kinh tế toàn cầu đang bị chậm chạp vấn nạn Brexit bị khó khăn đã khiến cho kinh tế Anh đã thiệt hại khoảng 1 tỷ đô la mỗi tuần. Giới đầu tư vẫn âu lo về ảnh hưởng lâu dài của cuộc chiến bộ dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ngay cả Washington và Beijing đang tiến tới trong các cuộc đàm phán. Tuy vậy, một số chuyên gia kinh tế tài chính tiên đoán thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục đi lên mạnh trong năm 2019. Ông Jamie Dimon, CEO của JP Morgan Chase đã phát biểu ông không lo âu gì về kinh tế Mỹ. Sau khi bị chỉ trích bởi nhiều nguồn khác nhau, trong đó có Tổng thống Donald Trump, công ty xe hơi GM hôm thứ Sáu 22 tháng 3 đã cho biết sẽ mướn 400 nhân công cho nhà máy chế tạo xe hơi chạy điện ở Michigan. Quỹ dự trữ liên bang hôm thứ Tư 20 tháng 3 đã bỏ phiếu quyết định sẽ giữ lãi suất chính không thay đổi trong năm 2019. Đây là một dấu hiệu tốt cho sự phát triển kinh tế Mỹ. Thứ sáu 22 tháng 3 là ngày tốt đẹp cho Hoa Kỳ vì là ngày công tố đặc biệt Robert Mueller đã nạp phúc trình kết thúc đến Tổng trưởng Tư pháp William Barr về cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc nước Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016. Phúc trình kết luận không bị kết tội về thông đồng collusion và không cản trở công lý obstruction. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, với đồng Anh Kim của Anh Quốc, với đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc, với đồng đô la gia nó đại và với đồng đô la của Úc Đại Lợi, nhưng lại xuống giá so với đồng yên của Nhật Bản và với đồng rúp của Nga. Giá dầu thô đang ở mức 58.97 đô la một barrel, Giá sân ở mức 2 đô la 611 một ga lông, giá vàng ở mức 1.313 đô la 40 cent một ounce hôm thứ Sáu 22 tháng 3. Lãi suất mortgage ở mức 4.28% cho 30 năm cố định và 3.71% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới Tuần lễ vừa qua Hoa Kỳ đã không nhập cảng dầu từ Venezuela từ 112.000 euro mỗi ngày xuống con số 0. Đây là hậu quả của cuộc cấm vận của Mỹ đối với Venezuela. Điều này chưa hề xảy ra kể từ năm 2010, cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ bắt đầu ghi sổ. Điều này sẽ giúp cho giá dầu tại Mỹ đi lên trên giá 60 đô la một barrel lần đầu tiên kể từ tháng 11, giúp ích cho sự phát triển kinh tế Mỹ. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. kính thưa quý vị, bản tin Hoa trình Đống tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Gala linka trong đời sống mục vụ của người lên mục thì tiếng hát, lời ca nguyện của người mục tử không quên lời kêu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng, người nghèo không thể đợi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm Linh Ca Cha Cha Cha, Cha The Singing Priest, những người lên mục lại một lần nữa mang lời ca đến với người nghèo không thể đợi. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự buổi tiệc gây quý vào lúc 6 giờ 30 thứ sáu ngày 22 tháng 3 2019 tại Golden Sea Restaurant. Được sự trợ giúp của các nhóm và tổ chức Francisco Răng Xuân, Project Việt Nam, Tủ thuốc tình thương, Chén gạo tình thân, Chuối hạt hy vọng, Viên gạch nhân ái, Jeff Người Phong, Bonjour and Hello Việt Nam, Học bổng dẫn thân Nguyễn Văn Thuận, Công tác Y tế tình thương. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự. Ban chấp hành Hậu vệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại xin trân trọng kính mời quý đồng hương, quý đoàn thể, quý cô chú bác cùng tất cả các anh chị em hậu vệ khắp nơi tham dự Đại hội Hậu vệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại Houston 2019 tại nhà hàng Phoenix Seafood 15156 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083 Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019, sự hiện diện của quý quan khách là vinh dự, là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong công cuộc phát triển hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Mọi chi tiết xin liên lạc 832 229 3171 713 702 2268 804 868 8933 561 2719350 hậu duệ việt nam cộng hòa hải ngoại gmail.com facebook hậu duệ việt nam cộng hòa hải ngoại xin trân trọng kính mời